Bữa sáng của người trên 100 tuổi có gì? Có người 117 tuổi ăn món này gần 100 năm. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trên kênh An Tâm Sống Khỏe. Quý vị thân mến, nếu có ai biết cách để sống thọ mà vẫn khỏe mạnh, đó chỉ có thể là những người đã sống trên 100 tuổi. Và nếu bạn đang muốn có thể sống tới độ tuổi có 3 chữ số, thì hãy thử tìm hiểu xem những người cao tuổi nhất thế giới ăn gì mỗi sáng và nghe một số lời khuyên của họ. Một số người cao tuổi nhất thế giới thậm chí còn khẳng định rằng bữa sáng ngon bổ là bí quyết sống lâu của họ. Đó là lý do họ dành nhiều thời gian để ăn sáng mỗi ngày. Dưới đây là bữa sáng từ 4 người cao tuổi nhất trên thế giới. Bạn có thể học hỏi họ, dù chưa chắc đó là cách để bạn có thể sống tới hơn 100 tuổi, nhưng có thể cũng khiến bạn khỏe mạnh hơn. Chúng ta cùng tìm hiểu xem bí quyết của họ là gì quý vị nhé. Thứ nhất, Jesse Galan, 109 tuổi vào năm 2015, cháu Yến Mạch. Vào năm 2015, bà Jessie, người phụ nữ lớn tuổi nhất Scotland khi ấy đã 109 tuổi và chia sẻ hai lời khuyên quan trọng giúp sống lâu. Điều đầu tiên là hãy ăn một bát cháo yến mạch ấm vào mỗi buổi sáng và thứ hai là tránh xa đàn ông. Theo lý giải của bà thì đàn ông chỉ mang lại rắc rối nhiều hơn là có giá trị. Yến mạch là một trong những loại ngũ cốc lành mạnh nhất trên thế giới. Chúng là loại ngũ cốc nguyên hạt, không chứa gluten và là nguồn cung cấp tuyệt vời các vitamin, khoáng chất, chất xơ, chất chống oxy hóa quan trọng. Một bát cháo yến mạch cung cấp nhiều chất xơ hơn một lát bánh mì nguyên cám và rất giàu khoáng chất bao gồm đồng, sắt và mangan. Các nghiên cứu cho thấy rằng yến mạch và bột yến mạch có nhiều lợi ích cho sức khỏe. Chúng bao gồm giảm cân, giảm lượng đường trong máu và giảm nguy cơ mắc bệnh tim. Chính chất xơ hòa tan trong cháo yến mạch mới là bí quyết thực sự để tăng cường các chỉ số sức khỏe ấn tượng. Loại chất xơ này được gọi là beta-glucan, không chỉ tạo thành một chất giống như treo đặc trong ruột sau khi được tiêu hóa, chúng giúp bạn cảm thấy no, mà còn là lý giải tại sao cháo yến mạch lại giúp giảm cân bằng hệ thống miễn dịch của bạn, giảm cholesterol và giúp chống lại ung thư. Thứ hai, Kimura, 116 tuổi, cháo gạo và súp miso. Trước khi qua đời vào năm 2013, ở tuổi 116, ông Kimura, người gốc Tokyo, Nhật Bản, là người đàn ông cao tuổi nhất trên thế giới và tin rằng chính việc duy trì ăn sáng đều đặn là bí quyết giúp ông sống thọ. Ông Kimura thường thức dậy vào lúc bình minh ló dạng để đọc báo và thưởng thức bữa sáng đơn giản bao gồm cháo gạo và canh miso. Canh miso được làm từ đậu nành, rất giàu protein và các chất dinh dưỡng quan trọng khác, góp phần tạo nên một chế độ ăn uống lành mạnh. Ngoài ra thì còn bổ sung thêm các nguyên liệu khác để làm thêm hương vị như hành lá, tảo bẹ khô hoặc rong biển và đậu phụ. Những lợi ích sức khỏe tiềm ẩn của canh miso như cải thiện sức khỏe tiêu hóa, giảm nguy cơ ung thư, giảm nguy cơ mắc bệnh tim, các triệu chứng mãn kinh ít nghiêm trọng hơn. Thứ ba, Emma Morano, 117 tuổi, trứng sống. Emma Morano đến từ Italy, mất vào năm 2017 khi bà 117 tuổi. Khi còn sống thì bà đã chia sẻ rằng bí quyết giúp bà sống thọ là ăn trứng sống vào bữa sáng mỗi ngày kể từ khi thiếu niên. Theo lời khuyên của một bác sĩ thì để chống lại căn bệnh thiếu máu, cũng giống như là trứng nấu chín, trứng sống vô cùng bổ dưỡng. Chúng giàu vitamin, chất lượng cao, chất béo lành mạnh, vitamin, khoáng chất, chất chống oxy hóa bảo vệ mắt và nhiều chất dinh dưỡng khác. Ngoài ra thì một quả trứng sống có chứa tới 147mg cholin, một chất dinh dưỡng thiết yếu quan trọng cho chức năng não và khỏe mạnh. Choline cũng có thể đóng một vai trò sức khỏe tim mạch. Trứng sống cũng chứa nhiều lutein và zeaxanthin. Những chất chống oxy hóa quan trọng này bảo vệ đôi mắt của bạn, có thể làm giảm nguy cơ mắc các bệnh về mắt do tuổi tác. Điều quan trọng cần lưu ý là hầu hết các chất dinh dưỡng đều tập trung trong lòng đỏ. Lòng trắng chủ yếu là protein. Tuy nhiên, ăn trứng sống cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ ngộ độc thực phẩm. Trứng sống và trứng chưa nấu chín có thể chứa Salmonella, một loại vi khuẩn có hại. Vi khuẩn này có thể được tìm thấy trên vỏ trứng, cũng như có thể được tìm thấy bên trong của quả trứng. Ăn trứng bị nhiễm khuẩn có thể gây ngộ độc thực phẩm. Các nghiên cứu ngộ độc thực phẩm bao gồm co thắt dạ dày, tiêu chảy, buồn nôn, sốt cao và đau đầu. Các triệu chứng này thường xuất hiện từ 6 đến 48 giờ sau khi ăn và có thể kéo dài từ 3 đến 7 ngày. Ở một số người thì nó có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng và thậm chí là gây tử vong. Thứ tư, Mendoza, 117 tuổi, phô mai dê. Bà Mendoza sống ở một ngôi làng nhỏ tại Peru, nói rằng chế độ ăn tự nhiên là lý do khiến bà đạt tuổi cao như vậy. Bà không bao giờ uống nước ngọt đóng hộp hay thực phẩm chế biến sẵn. Bà chia sẻ rằng, tôi luôn ăn khoai tây, thịt dê, sữa cừu, phô mai, dê và đậu. Mỗi sáng tôi đều ăn một chút phô mai. Tất cả những thứ này bà đều lấy từ vườn nhà chứ không phải cửa hàng tạp hóa. Phô mai là một nguồn cung cấp canxi, chất béo và protein tuyệt vời. Nó cũng chứa một lượng lớn vitamin A và vitamin B12 cùng với kẽm, phốt pho và riboflavin.
Phô mai được làm từ 100% sữa động vật, ăn cỏ, có chất lượng cao nhất và cũng chứa axit béo omega 3, vitamin K2. Theo một số nghiên cứu thì phô mai và các sản phẩm từ sữa nói chung có thể bảo vệ răng của bạn khỏi sâu răng. Trong một nghiên cứu của Đan Mạch từ năm 2015, nhiều trẻ em có lượng sữa trên trung bình không bị sâu răng sau 3 năm so với những trẻ em có lượng sữa dưới mức trung bình. Tuy nhiên, một số người nhạy cảm với phô mai, những người không dung nạp lactose, không thể tiêu hóa được vì cơ thể của họ thiếu enzyme phân hủy. Trong trường hợp này thì quá nhiều lactose có thể dẫn đến các vấn đề về tiêu hóa, bao gồm đầy hơi và chướng bụng. Những người bị cao huyết áp nếu ăn quá nhiều phô mai cũng không tốt. Thưa quý vị, bữa sáng là một bữa ăn quan trọng trong ngày. Tuy nhiên, vì thời gian bận rộn mà nhiều người thường bỏ qua bữa sáng hoặc ăn sai cách gây hại cho sức khỏe. Nên dù có bận rộn thế nào, bạn cũng phải tránh ăn sáng theo 5 kiểu dưới đây vì chúng tiềm ẩn nguy cơ rủi ro hầu như ai cũng mắc phải. Thứ nhất, không ăn thực phẩm chứa protein trong bữa sáng. Protein là chất dinh dưỡng quan trọng bậc nhất vì chúng giúp bạn cung cấp năng lượng cho cả ngày, nhất là còn tăng cảm giác no lâu. Một nghiên cứu trên nhiều phụ nữ cho thấy rằng, tăng lượng protein trong bữa sáng từ 15 đến 30% đã giúp họ ăn ít hơn 411 calo mỗi ngày, đồng nghĩa với việc cân nặng sẽ giảm nhanh hơn nếu ăn đủ protein. Chưa kể việc thiếu protein còn gây yếu cơ, suy giảm miễn dịch, mất ngủ và nhất là làm rối loạn kinh nguyệt ở phụ nữ. Vậy nên, nếu muốn giảm cân nhanh và giữ được sức khỏe thì bạn nên ăn đủ protein từ thịt, cá, trứng, sữa chua, các loại đậu vào bữa sáng. Thứ hai, ăn sáng với thực phẩm quá nhiều đường. Nhịp sống bận rộn khiến nhiều người không có thời gian chuẩn bị bữa sáng, khiến họ ăn qua loa những thực phẩm ngọt cho xong bữa. Thế nhưng trong bất kỳ món nào đều chứa đường cũng gây hại cho sức khỏe, thậm chí ăn vào buổi sáng còn nguy hiểm gấp đôi. Chất béo bão hòa trong các loại thực phẩm này sẽ làm gan suy yếu và tích mỡ thừa do chúng chứa quá nhiều calo. Vậy nên, bạn hãy tránh xa những loại bánh nướng hay kẹo vào bữa sáng. Theo một thống kê, một chiếc bánh ngọt chứa đến 680 calo và 40 gram chất béo hoàn toàn không phù hợp cho ai đang ăn kiêng. Bạn cần một bữa sáng đủ chất hơn để vừa giảm cân và vừa tăng cường thể trạng. Thứ ba, ăn sáng liên tục một món. Ai cũng có món khoái khẩu cho riêng mình, nên việc ăn mãi một món là điều khó tránh khỏi. Tuy nhiên, việc này cũng là một yếu tố gây bệnh và tăng cân nhanh, đặc biệt nếu bạn thường làm vào bữa sáng. Lấy ví dụ, nếu bạn chỉ ăn mỗi bánh mì không thôi thì cơ thể sẽ bị thiếu protein và chất xơ. Thế nên, cần phải ăn sáng một cách cân bằng và đủ chất, tốt nhất là bao gồm protein, chất xơ, carb, chất béo có lợi sẽ giúp bạn no đến bữa và hạn chế ăn vặt. Thứ tư, ăn sáng quá nhanh, ngủ dậy muộn, sợ muộn học, muộn làm luôn là những nguyên nhân khiến bạn phải gấp rút khi ăn sáng. Nhưng ít ai biết được rằng ăn quá nhanh sẽ làm cho thức ăn không được nghiền kỹ, gây bất lợi cho hệ tiêu hóa, ảnh hưởng đến hoạt động của dạ dày. Hơn thế nữa thì ăn sáng nhanh còn gây trào ngược axit dạ dày và gây thêm bệnh tiêu hóa. Đặc biệt là vào mùa đông, ăn vội những món nóng hổi còn tăng nguy cơ mắc ung thư vòm họng. Vậy nên dù bận như thế nào thì bạn cũng nên ăn sáng một cách từ tốn và đàng hoàng, kẻo sinh bệnh. Sai lầm thứ năm, không ăn sáng. Sau một đêm không ăn uống, cơ thể sẽ cần nạp thêm năng lượng để có thể hoạt động cả ngày dài. Nếu lúc này bạn nhịn ăn sáng hoặc ăn quá ít, cơ thể không những bị bỏ đói mà còn rối loạn nội tiết tố, từ đó gây stress kéo dài và tăng cân cao hơn. Bên cạnh đó thì bạn còn có nguy cơ đối mặt với một số bệnh nguy hiểm như sỏi thận, viêm loét dạ dày, bệnh tim mạch. Không phải ngẫu nhiên mà bữa sáng được coi là điểm tâm, bởi hiệu quả cả ngày làm việc đều phụ thuộc vào nó. Thế nên, hãy thức dậy thật sớm và bắt đầu một ngày mới khỏe mạnh bằng một bữa sáng ngon miệng, sau đó thì nhâm nhi thêm cà phê hay trà thì còn gì bằng. Sai lầm thứ 6, bữa sáng với đồ uống thực phẩm quá nóng, WHO đã cảnh báo gây ung thư. Với nhiều người, cảm giác khoan khoái nhất là được nhâm nhi một tách cà phê hay một bát cháo nóng hổi khi vừa thức dậy. Thế nhưng đồ ăn thức uống nhiệt độ cao thực sự có thể gây hại cho sức khỏe. Cơ quan nghiên cứu ung thư quốc tế thuộc Tổ chức Y tế Thế giới WHO từ lâu đã phân loại đồ uống quá nóng và nhóm thực phẩm có thể gây ung thư. Theo định nghĩa thì đồ uống hay thực phẩm quá nóng nghĩa là cao hơn 65 độ C, chúng có thể làm tăng nguy cơ ung thư khoang miệng, hầu họng và thực quản. Tiêu thụ đồ ăn ở nhiệt độ cao có thể làm tổn thương niêm mạc thực quản. Chính vì vậy, các chuyên gia dinh dưỡng khuyến nghị bạn nên dùng thức ăn ấm khoảng từ 50 đến 65 độ C để miệng và thực quản dễ dàng được thích ứng.
Thứ bảy, bữa sáng với đồ ăn sẵn tăng nguy cơ ung thư ruột. Theo định nghĩa của Tổ chức Y tế Thế giới, các thực phẩm chế biến sẵn bao gồm giam bông, xúc xích, thịt sông khói, lạp xưởng. Đáng nói là các thực phẩm này thường xuyên xuất hiện trong bữa sáng của nhiều quốc gia và được trẻ em khắp nơi yêu thích. Lý do khiến thịt chế biến sẵn có thể gây ung thư là vì chúng có thể chứa hóa chất, các chất bảo quản nitrit được sử dụng để bảo quản thịt chế biến, có thể tạo thành nitritoso, chất này có thể dẫn đến ung thư ruột. Tuy nhiên là không phải bạn cứ ăn thịt chế biến sẵn là sẽ ung thư. Chuyên gia cho biết nguy cơ ung thư còn phụ thuộc vào việc bạn ăn bao nhiêu và ăn chúng trong bao lâu. Dù sao đi nữa thì các loại đồ ăn sẵn vẫn nên được hạn chế sử dụng. Hy vọng sau video ngày hôm nay, quý vị sẽ biết được đâu là những cách ăn sáng giúp bạn sống thọ và đâu là những thói quen ăn sáng sai lầm cần từ bỏ ngay. Còn bây giờ, cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong video lần sau.